Mới đây xíu mà sâu rồi. Ít niêm mới được chưa? Chắc được quá. Nước nhiều nhiều mai chiều hâm cái nó sắc là nó à, mặn rồi vừa. Ông nội nó đi mua thuốc hay đi đâu rồi giờ chưa về ăn cơm nữa. Kêu kho cá, kho cá ăn thèm cá. Kho rồi giờ đi mất tiêu. Thăm miếng tiền. Không đi ngoài bây giờ. Sang về ăn cơm nè. Về ăn cơm đi ông nội ơi. Cá chín rồi nè. Cái dù biết nghe không? Cây chim chưa? Nghĩ đâu vậy? Giờ đi đâu? Đi đuồn đuồn ngoài kiếm vậy ngoài mà kêu không nghe. Không trả lời trả dốt vậy. Đuồn kiếm bà quá. Kiếm ai? Kiếm bà. Cá kho rồi đó, có rau chấm ăn. Đây luôn ha. Cái gì? Ăn đây luôn ha. Ừ ha, ăn đâu? Nhìn đi. Đâu nữa? Mày dọn đâu nữa? Sao tôi thui, mở cửa ra. Hẹn chi nãy giờ sao tôi nói trong bụng sao tối thui. Chuyển mưa hả gì ai về. Đó có canh hôm qua nè, ăn nào ăn. Có chuối hay đó. Một một gì ta, đây tự múc. Múc cái đống cái lèn ăn không hết nè. Miếng cái đống cái lèn là sao? Ông hay cự quá. Ăn cái gì miếng ông nội. Mới nó kêu bữa nào đi câu cắm gì nữa mà quên vợ thiệt hết tên còn ở đâu cắm. Đá leo đồ bắp ngon quá, có bá môn luộc đó nè. Gì hết đâu dĩa gì dĩa múc cá ra chứ không lên để gì ăn. Múc khứa người múc con tô đây ăn khứa ăn rồi chứ. Rồi sao chấm gạo? Chấm gạo cái chén chấm. Cái chén múc nước ra chấm. Ghế là để đó, đá vô được. Đứa múc con khứa ăn cho rồi. Quẩn đâu mà múc ra chén thọt tùm lum. Dao nè. Đúng đấy con trai đùa đố luôn.
ghế lộn ta. Ngon quá. Rửa tay cứ cứ gì rửa tay cứ. Dính gì dơ ăn từ từ hỏi nói gì vậy ông có nghe miệng tôi chép không? Có cái khỉ vậy ta ăn tôi gán tôi nhai trong miệng tôi không có chép gì mà đâu nghe tiếng ta cười hoài. Sao nay ăn thấy cao sao gì cao sao không thấy ngon nữa luôn. Nãy kho thấy ngon thì giờ thấy nó cao sao đặc nhất nó tanh 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 gì cá thơm chết tanh ăn rau thấy ngon nè. Không cá rồi. Da chấm rồi. Cào nghe nổi da gà luôn. Cào vô cuối tô nghe nổi da gà luôn. Cào mới hết thịt cơm. Ăn như là cá rồi. Làm gì đi ăn ngủ á. Tự nhiên ta nuốt không vô. Làm nó ghê quá nha. Sao không biết ngon vậy trơn. Mim. Giọt cơm dính miệng rồi. Mình thường bà ăn cá dữ lắm mà bây giờ ủa người khá mà coi bị gì mà biết gì cái ăn không vô sao bà thấy ông người ai, sao ta nói chào ngược dạ dày ta bà thấy ông người sao mà anh ta truyền hình tôi nói bị trào ngược dạ dày gì đó ăn nuốt không vô á. Biết khá mới biết chứ mình nói cho biết. Vô khá mới rồi chào. Có là khám tôi bình thường có nóng lạnh nhức đầu rồi đâu. Dạ, ủa. Ăn không vô giống như ông xỉn nha, xỉn thôi, ông ủa vậy.
Đó là tôi xỉn con bà bình thường. Bình thường, ủa? Hết rồi nè. Tao không ăn tự nhiên lớp lên tao tao ủa làm gì trời. Thế là hôm qua đây. Thế hôm qua thành mấy trái luôn. Qua con không thấy ngon hết trơn, không ngon làm vậy, làm giống như kỳ bị cô vít vậy, ăn không nghe mùi, không thơm tho, không ngọt thao á. Là sao? Ủa vậy? Đổ mồ hôi luôn nè. Mồ hôi uống rồi sao? Có bệnh gì đâu mồ hôi. Nhưng mà thấu không bị gì, ủa là sao? Không biết đâu. Hai bao tử nó bị gì vậy? Hết rồi. Tự nhiên hết nè. Không lẽ mùa cá tanh. Ai biết bình thường ăn hà rầm có làm sao đâu. Nếu nam người sao, bi gì sao. Ai biết. Ai lại nhiều quá. Hush. Vô ỉa đi. Em ỉa. Bắt trứng thì đang ăn cơm mới ngon hết trơn trời. Ăn không thấy ngon nữa. Giờ tôi chỉ biết rút thôi chứ đường má tôi đường chứ tôi không biết đường đâu. Đường năm nay học học qua nay không biết đường. Xong được đầu rồi. Sao giờ đói? Giờ tự nhiên cảm giác thèm đủ thứ. Lại ăn thì vô mà giờ thèm đủ thứ hết trơn. Ông nội nó đâu mất tiêu rồi. Ăn cơm cái gì đâu. Ruồn ruồn đi chắc đi kiếm nhậu nữa à. Đi làm thôi chứ hả ở nhà cái ruồn ruồn cái đi. Xách quần đi. Chứ không bao giờ để quần ở nhà. Ngồi nói xấu gì vậy? Đi đâu vậy vậy? Mua không đâu. Chứ nãy ông đi đâu mà chưa mua nữa, giờ đi. Nãy đi đóng cửa sao mua? Đi chỗ khác mua mà giờ đi nữa. Đi bộ rồi hả cũng. Lít quần đi nữa. Ơi, đi đi xa bộ. Đi bằng này thôi. Còn ở nhà cái lo đi đi đi, không bao giờ chịu ở nhà. Nhà làm gì?
nhà chơi tôi. Bà có gì chơi đâu, chơi bà. Sao không? Không chịu chơi sao không chơi? Giờ bà chán chết. Ấy. Này đương rồi. Đương kiếm tiền cho ông mua rượu ông nhậu. Trời, tôi làm có tiền mà bà. Ừ, tiền hôm nay ở nhà không, tiền bạc gì. Tôi đi đây, bà ở đi. Đi hoài. Sao rút hoài nó không ra cái nón trời. Này có phải chim vô nữa. Sao thèm ăn nhiều quá ta. Nhưng sao thèm ăn. Thèm chanh quá. Sao nghe mùi chanh nó đã quá ta. Mùi chanh mà như mùi dầu gió vậy. Nghe nó ghiền. Đã. Chua mà sao đã hấp lắm. Chua mà sao nó đá giật 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 luôn. Còn nửa trái không. Sao phải đá rồi đó. Đi ăn muối nữa coi. Nhưng tự nhiên thấy đá rồi. Trời ơi. Làm gì mặt như sĩ vậy? Ăn chanh ăn không? Ừ, làm gì ăn chanh nữa. Chua biết, thèm quá. Bị gì ói ăn chanh nữa. Tự nhiên đang đương thèm quá. Thèm chua chua mà bưởi không có, quýt không có, cam không có. Quýt bị cho chanh. Người hút có không? Chưa luôn nha. Cái gì? Chưa có luôn. Sao không đi tiệm khác? Nói đi xe có, chết. Lên bà Năm nè. Thôi đi bỏ quá ông mấy ba trên trên kia. Thì bò biết đi. Biết đi là nghỉ hốt à. Ông xào xào tôi hả hả thuốc hả, nhiều khi xứ hợp tác còn đi bộ xuống hả kiếm hút.
Làm gì cũng ăn nữa. Ăn nghe ngon á. Thấy bà ăn chi hèm quá. Ăn nhiều quá có bệnh gì không ta? Bị bệnh gì? Ăn chanh là như bà ăn gì bệnh? Ăn chua quá bị gì không? Bị gì? Lét bọc tử gì đó. 8 tháng ăn lần lét bọc tử. Tôi sẽ muối tôi ăn nó ra từ xong. Sao tự nhiên thèm mất biết bị vụ gì? Cắn muối vô. Chết mẹ đổ muối rồi. Tuy nhiên bò thấy ăn thấy ngon ghê luôn. Ăn ngon chết nhưng dục. Hơi nhăn nhăn mắt chút. Rồi còn muối chút nhiều ăn. Đem muối dao vô dẹp giùm cái. Để đi hồi quên nữa. Mùi chua. Nè còn muối đem chổng một chút ăn nha. Rút ba nón cho chiều má ba gầy. Làm bỉ gì ta? Không lẽ ấm ngán. Lại ấm ngán trời. Thèm chua mà ói nữa, cá tanh. Chở gì vậy? Thơm nghiến thiệt trời. Rút xong rồi vô điện mà trang đây.